Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia dự án iDrop GF Diamond để tham gia dự án các bạn đi phần liên một. Sẽ tắt support nè các bạn. Rồi, nó ra các bạn chờ load cho quét chút rồi các bạn chọn vào English là tiếng Anh nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào Asset and Tunnel. Rồi hỏi các bạn này các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn 15 trừ 3 bằng 12. Giấy qua bảo bảo rồi các bạn. Rồi các bạn gửi cấp trai cho nó nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trai xong nhiệm vụ đầu tiên các bạn join trên Chaler Telegram group nó. Các bạn join vào các bạn. Ác thiệt. Cái máy nó dùng lượng hay sao John không nói. Gọi ban John vào nghe không. Trình dịp quay. Thời gian video mất thời gian cho tất cả các bạn cố gắng. Don cái tuần này 10 cái video đăng lên cái nào cũng gặp hết chứ. Rồi các bạn bắt địa chỉ C20 wallet nha các bạn. Các bạn có thể dùng ví chút wallet, máy sơ wallet, MetaMask nha các bạn theo địa chỉ của nó. Rồi cần chạy dẫn bot mà bắt vào nha các bạn. Nếu gọi phải wallet nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào. Rồi nhiệm vụ thứ hai các bạn tiếp tục là các bạn follow enter follow theo word ghi lại đưa lại đường link profile url. Rồi các bạn up fun and you theo word profile url. Rồi phải dạ các bạn chờ load hết trong web chút xíu này mình đã làm rồi ta. Các bạn tự quyết bài game đó là các bạn test lại cái bài game đó đi. Rồi các bạn bắt up lợn nha các bạn. Rồi các bạn vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch nha các bạn. Bấm vào chia sẻ các bạn. Giờ mai ơi, giờ mai. Sao mày lâu dữ vậy? Trời bạn bấm vào sao chép khai nhớ tạm. Các bạn trở ra nha tất cả các bạn. Rồi con bắt lên mình các bạn bắt. Bắt up lợn nha các bạn. Follow the world release. The week let bắt. Rồi bạn bắt đường link bà đồ phê của lợn mình vào đây nha các bạn. Trời ơi bắt không ăn nữa. Rồi mình bắt trang cá nhân thua quơ của mình các bạn. The zone rớt à, nó kêu yêu cầu gì nữa đây bí luôn rồi. Inter vô tweet url. Rồi các bạn gửi lại một cái link tweet url của nó các bạn. Dạ yeah. Rồi các bạn bấm nhau test cho ta trả lời nha các bạn. Nãy bài các bạn tweet lại nè, các bạn bấm vào sao chép nè, chia sẻ nè, bạn sao chép đến thua quơ các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn gửi cho nó các bạn. Bot you red link Facebook. Rồi các bạn nhấp vào Facebook các bạn. Like cho nó, chia sẻ và viết cho nó nữa. Chưa. Lấy cái link ghép của nó luôn nha các bạn. Rồi các bạn copy cái link link này các bạn copy hết chỗ này các bạn.
bạn copy chỗ này từ đây nè. Khoan các bạn. Rồi, đã sao giáp copy hết cái link này nha các bạn. Từ đây nè, tới đây luôn nè, có hát tát luôn các bạn. Rồi các bạn trở về con Telegram nha các bạn. Các bạn bấm vào post link nè. Ác thiệt, nhấp vào không có cái link mà kêu post link. Mình chưa làm xong hoàn nhiệm thành nhiệm vụ làm gì có link ghép. Rồi, các bạn bắt up vào các bạn. Rồi, các bạn bắt vào các bạn. Rồi. Lấy cái bài của nó luôn. Rồi các bạn đang công khai luôn nha các bạn. Rồi cái máy của mình nó nhảy tào lao luôn nha các bạn. Rồi nha các bạn nhấp vào trang cá nhân các bạn kiểm tra mình có bóc bài không. Nếu bóc bài xong các bạn nhấp vào ba dấu gạch như đây nè các bạn. Các bạn lấy đường link profile. Các bạn sao nhấp vào khai nhớ tạm các bạn. Rồi các bạn trở về con bot cũ của mình nha các bạn. Các bạn bắt up về đây nha các bạn. Bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn gọi lên cho bot nha các bạn. Join theo qua rồi. Như vậy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, mình bấm vào balance. Rồi mình đã nhận được một token có ghi hiệu là ZIP nên các bạn. Con này giá cũng khoảng 100 đô chúng tôi cần. Bấm vào link ghép link mà lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Mỗi một được ghép nhận 0.25 GFJ khoảng 25 đô. Khá là bắt mắt đó. Vậy video mình lên video clip tiếp theo từ mình nhé.